Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin bàn về vấn đề thứ nhất là tự do ngôn luận và thứ hai là sự có mặt của một chính trị gia nước ngoài ở trên một đất nước. Đầu tiên tôi xin thưa với các bạn là những bạn đặt ra câu hỏi là ở Đức có tự do ngôn luận không? Thì tôi nói là có. Và giới hạn của nó ở đâu? Tôi xin thưa là giới hạn của nó rất rõ ràng. Tôi nói một ví dụ, ở cái đất nước Đức này rất kỳ lạ, phát triển giàu có ngần đấy năm. Nhưng mà tại sao, điều tôi thắc mắc là cho đến bây giờ cái chế độ phát xít nó đã sụp đổ trên 70 năm rồi mà người ta vẫn không thể viết gì nhiều về nó. Đúng, bạn có thể viết, bạn có thể làm những cuộc điều tra, nhưng các bạn nên nhớ giới hạn của nó. Thấy không? Bây giờ chúng ta nhìn nhận về một thể chế, ví dụ một con người như ông Hitler chẳng hạn. Xin thưa là ông ta giết người, lãnh đạo một, làm những việc mà giết khủng khiếp. Tôi phải công nhận là chưa có lãnh đạo nào mọi rợ như vậy, khủng khiếp như vậy. Ông ta giết quá nhiều người, gây ra nhiều tội ác, đúng. Nhưng xét về con người, chúng ta cũng phải nhìn về hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Hitler đối với chúng ta là thế hệ sau này nhìn nhận thì một mặt nó là những cái gì mà chúng ta được đọc, được học thường xuyên. Thế nhưng mà mặt khác của ông ta thì cũng phải thừa nhận, ông ta là một người có tài. Có thể nói là con người có tài nhưng không có đức. Đấy. Thì bây giờ tôi đố các bạn biết, ở Đức này viết nổi một bài về 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 Hitler khác đi những gì chúng ta thường đọc, ở Đức không có đâu. Ngay cả những cái chuyện mà nước Đức cấm tuyệt đối, tôi nói xin lỗi các bạn có thể làm những, là những nhà khoa học Đức đây có thể viết về những vụ thảm sát, những vụ mà cho người vào lò thiêu như ở bên bây giờ thuộc Đức Ba Lan ấy mới nhá. Viết về những con số đấy, những cái việc đấy thì được. Nhưng nếu chỉ cần là một nhà khoa học ở Đức mà làm một công trình nghiên cứu xem là thảm sát đấy thực sự ra sao, nó liệu có lấy đi con số bấy nhiêu người chết, hay là nó ít hơn, hay là nó nhiều hơn, rồi điều tra như thế nào? Tôi nói xin lỗi bạn là đầu tiên sẽ phạm vào hiến pháp của Đức ngay. Người ta chụp mũ cho cái là gọi là chối bỏ cái thảm sát, chối bỏ những vụ gọi là Holocaust. Đấy không? Holocaust là phạt tự ra tòa ngay. Ở Đức không có đâu. Đấy. Viết gì về Hitler, tôi nói các bạn biết, ở ngày xưa ở Mỹ hay ở các nước họ cứ ghét ai, họ cứ thấy ai mà phản đối hay là đi ngược với đường lối của họ thì họ chụp mũ là cộng sản. Đấy, ở miền Nam Việt Nam ngày xưa cũng vậy. Đến thời sau này khi cộng sản không còn là đúng mối đe dọa nữa thì họ chụp mũ là phát xít. Ở cái đất nước nước kỳ lạ này, nhiều khi chẳng hạn tôi nói cái tạp chí Compact Magazine, ông Jürgen Esser làm tổng biên tập. Bạn nào Đức mới nghe vụ ông ra tòa. Ông là người như thế nào? Đầu tiên ông không phải là người cực hữu như truyền thông nhiều khi vù dập ông, bảo ông là phát xít này nọ các thứ, không. Ông đó là người viết, ông chỉ muốn chủ quyền của nước Đức một cách toàn vẹn và thống nhất. Thứ nhất, thứ hai nữa, ông không muốn sự có mặt của quân đội Mỹ ở trên đất Đức này. Ông chỉ muốn đuổi, ông là tạp chí chỉ có cái là chống tất cả những căn cứ quân sự của Mỹ ở trên đất Đức vậy thôi. Thế nhưng mà họ cũng chụp mũ ông là cực hữu này có nọ khác kia. Rồi cái vấn đề tự do ngôn luận ở trong các tòa soạn thì tôi cũng đã từng dẫn rất nhiều những biên tập, tổng biên tập mà sau khi rời khỏi chức vụ, rời khỏi tòa soạn phải đau đớn thừa nhận rằng cái tự do ngôn luận mà được ghi trên hiến pháp thực ra hoàn toàn không có. Ở nước Đức này quyền lợi của những chủ biên chủ tòa tờ báo
Tôi nói các bạn, các tờ báo nước Đức này thuộc về ai? Springer Verlag, không thì lại cái gia đình Mohn, Mohn tức là sở hữu cái Bertelsmann Club, Bertelsmann, đấy, Bertelsmann Club rồi Bertelsmann Institute rồi tất cả các thứ đấy, Stiftung đó. Đấy, nó thuộc về chỉ mấy cái đại gia đình đấy thôi, báo chí thuộc về tất cả gia đình đấy, mà bây giờ chính quyền rồi tài phiệt họ cho quyền lợi bằng cách nào? Bằng cách là ủng hộ tài chính cho những tờ báo đấy nhá. Họ cho những quyền lợi, những đặc quyền về quảng cáo rồi tất cả các thứ cho những tập đoàn đấy, khoản lợi nhuận khổng lồ đấy. Thì chưa kể là họ mang tới những cái nguồn nguồn tài chính thì quyền lợi cũng rất là lớn, cho nên những tòa soạn đấy từ bên trên xuống dưới là làm thế nào cứ thế mà theo thôi. Tự do ngôn luận hiến pháp chả có giá trị khi đồng tiền nó hoàn toàn gọi là khuynh đảo cái gọi là tự do ngôn luận, cho nên nó chả có giá trị gì. Ở đây các nhà báo viết cái gì, đăng cái gì là đều qua kiểm duyệt trong tòa soạn. Trong tòa soạn tôi nói các bạn nào theo dõi trang tôi có cho tên một số nhà báo, một số người từng làm trước kia, chẳng hạn tôi nói như ông Christoph Hoester, 15 năm làm trong đài ARD là gọi là phóng viên ở nước ngoài. Bản thân ông ta có mặt trong lần NATO đánh Afghanistan. Những cái chuyện mà người ta quay bảo là người ta vui mừng nhảy múa ở trước ở ngoài đường phố để mà chào đón quân NATO ở Afghanistan, giả mạo, ông giả mạo. Sau những lần đấy ARD cứ đưa lên, đài truyền hình nhà nước Đức cứ đưa lên thì ông bất mãn, ông bảo là tin đấy không thật, người ta vẫn đưa lên là khiến cho người Đức người ta cảm giác là quân đội Đức, quân đội Mỹ vào Afghanistan được chào đón này nọ các kia, thực ra không phải. Ông có mặt trong cuộc chiến đấy giữa lúc NATO đánh vào Afghanistan, tiến vào Kabul, ông biết rõ đấy. Rồi là một bà nữa trước cũng làm chương trình Tucker Show, chương trình rất quan trọng 8 giờ tối ở Đức phát vào tin tức đó, hàng ngày. Rồi đến cả những cái người như là như ông Thuyết cũng vậy đó. Nhiều khi những cái người nhân vật lớn chẳng hạn như ông Thuyết hay là ông nhà báo quá cố Peter Solotua thì hay là ông cựu thủ tướng Helmut Schmidt, họ nói những cái gì thì cái giới truyền thông, họ là những nhân vật công chúng ảnh hưởng quá lớn cho nên là truyền thông không dám đụng tới. Chứ còn những cái dạng biên tập, tổng biên tập và nhà báo này nọ khác kia nó vui cho phát chết một. Mà tôi nói nha, những cái người như ông chẳng hạn như Christopher hay là trước cái ông tổng biên biên tập viên của tạp chí Spiegel, tôi nói nhá, đi đến đâu đã bỏ ra rồi mà anh đã bóc mẹ cái tòa soạn ra rồi, không một tờ báo nào nhận nữa. Bởi vì sao? Tất cả tờ báo nước Đức này thuộc về mấy gia đình đấy thôi chứ làm gì có ai khác. Họ đều liên kết với nhau, không có gì cả. Thế còn cách đây khoảng độ 3 năm, 4 năm thì tạp chí Côn Bắc có tổ chức một hội nghị gọi là hội nghị chủ quyền, hiểu không? Sovereignty Conference, hình như là tôi nhớ là ở Leipzig hay là gì đấy. Thì hội nghị này đã được xin phép trước và được cấp giấy phép. Thì khi đó là cảnh sát có trách nhiệm phải bảo vệ toàn bộ khu vực căn nhà có hội nghị đấy. Đấy, bởi vì có giấy phép của thành phố ấy mà. Thế nhưng mà họ làm sao? Cái buổi đấy đặc biệt là có hai nghị sĩ của Nga sang tham dự hội nghị chuyên đề về tổ chức chủ quyền đất nước. Người ta đưa ra câu hỏi không có gì là khó khăn cả. Người ta chỉ hỏi là tại sao nước Đức thống nhất rồi, quân đội Liên Xô, quân đội Nga không còn ở đây nữa, mà quân đội Mỹ ở đây làm gì, chống ai, bảo vệ ai? Hơn 200 quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hiện giờ đang ở Đức. Bạn nào bảo Đức sản xuất ra tên lửa hạt nhân không cần đâu. Mỹ nó đặt đây hơn 200 quả. Tôi nói trên khắp nước Đức này hơn 200 quả. Mới đây là họ mới thay mấy chục quả. Rồi nâng cấp
một số lên. Đó. Người Đức người ta phản đối giữa một đất nước bây giờ hòa bình, châu Âu hòa bình, để tên lửa hạt nhân ở đây chống ai, bảo vệ ai? Đấy. Thì nhìn là hơn 200 quả tên lửa hạt nhân, lại cộng thêm hơn hơn một nửa số vàng là để níu bó hết. Đó. Để làm gì? Đấy. Thì người ta chỉ phản đối những cái đấy thôi. Họ yêu cầu là tài sản của nước Đức phải đưa về nước Đức. Thứ nhất, thứ hai là Mỹ rút quân và bỏ hết tất cả những cái đầu đạn hạt nhân ra khỏi nước Đức. Đấy. Thế nhưng mà sao? Hội nghị là chủ đề là như thế, về, về toàn vẹn lãnh thổ, về chủ quyền, hội nghị là như vậy. Thế nhưng mà trong hội nghị đó, hai bà nghị sĩ nhé, chính thức của Hạ viện Nga sang đây tham dự, đi qua đường, đáng người một số đối tượng cực đoan họ nhổ nước bọt, họ ngáng chân ngay trước mặt cảnh sát không can thiệp, không làm gì cả, bỏ mặc nghị sĩ của Nga nhé, không can thiệp. Thế đến khi mà hội nghị bắt đầu rồi á, thì một những đối tượng cực đoan á, họ vào họ đập đập cửa rồi đập sát. Cảnh sát là phải có trách nhiệm bảo vệ, hội nghị đã xin phép và được cấp giấy phép của thành phố, của bên an ninh, là cảnh sát đến để bảo vệ, để cách ly cái khoảng cách nhất định của cái những nếu những có những người phản đối thì phải đứng ở bên ngoài hàng rào khoảng cách nhất định để không không được lại gần. Nhưng đây cảnh sát lại thả lỏng ra thế giới đấy, vào tận cửa đập cửa rồi phá rồi đập cửa đập tường đủ các kiểu ầm ĩ hết cả lên. Thế trong cái hội nghị đấy thì có thể khi mà cái video được phát lên đó, là có thể nghe thấy rõ tiếng đập cửa bên ngoài hò hét của những đối tượng cực đoan. Tôi hỏi các bạn là cái hội nghị này á, nó vi phạm cái gì? Nó là quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng tại sao họ không chấp nhận? Đó. Các bạn nên nên tìm câu trả lời tại sao họ lại không chấp nhận cái tự do ngôn luận của người khác. Người ta có quyền đặt ra câu hỏi, người ta ở sống nước Đức, cái số người phản đối căn cứ quân sự của Đức à, của Mỹ ở trên đất Đức này rất nhiều. Họ tổ chức thường xuyên, ngay cả những cái vụ mà họ định lấy thêm để mở rộng ra, hình như là Wiesbaden hay ở chỗ nào họ mở rộng ra căn cứ quân sự, và nó họ xây dựng một khu dân cư, và khu dân cư đấy là khu dân cư của quân đội Mỹ và những công dân Mỹ phục vụ cho căn cứ quân sự của Mỹ. Công dân Đức là tuyệt đối không không được bước chân vào khu vực đấy. Đó. Mà là nó gọi là cả một khu phố, gọi là khu phố Mỹ luôn. Người Đức không được đặt chân vào đấy, sống giữa đất Đức, thấy không? Rồi vào đây thì người ta bảo là châu Âu hòa bình mấy chục năm nay, không có chiến tranh, không có nước nào đe dọa nước kia. Thì căn cứ quân sự của Mỹ ở đây làm gì? Đó là những câu hỏi hoàn toàn thỏa đáng. Đó. Nó hoàn toàn thỏa đáng trong một đất nước gọi là tự do ngôn luận. Nhưng mà các bạn thấy là tôi chưa nói tới có những cái chuyện mà những cái người chính trị gia nước ngoài họ vào nước Đức này đối xử như thế nào. Thế nhưng mà tôi chỉ nói nhắc tới cái vụ hội nghị về chủ quyền mà hai nghị viên Nga vào đây. Thực ra hai nghị viên Nga bước chân vào chưa nói chưa làm gì cả. Họ vào chỉ mới chuẩn bị vào thôi đã bị nhổ nước bọt rồi ngáng chân rồi. Cảnh sát mặc kệ làm lơ. Đấy. Họ đối xử, tôi nói nếu như ông cái ông Pastor hôm vừa rồi mà sang Việt Nam, mà chính quyền Việt Nam mà để cho đối tượng cực đoan tiếp xúc, tôi nói xin lỗi là hơi nặng đấy, còn nặng hơn hơn cái vụ kia. Nhưng mà con người Việt Nam nó văn minh hơn ở chỗ đó, con người Việt Nam chúng ta không làm đối với họ đối xử như vậy. Mặc dù là tôi ngay cả trong tâm trí rất nhiều người rất khinh bỉ, còn cái diện như ông Pasen sang Việt Nam cũng chả làm gì, ở nước Đức cũng chả làm cái gì cả, ở nước Đức đây làm gì, còn đó sống ở nước Đức này bảo cứ phải là phải chống cộng sản này nọ khác. Xin lỗi các ông nha, tôi sống ở nước Đức, tư tưởng của tôi là liên minh Die Linke nha, người tôi ủng hộ là liên minh Die Linke. Die Linke đại diện cho một tầng lớp không nhỏ ở Đức, con số là hơi lớn đấy, số phiếu cứ xung quanh khoảng độ 10%,
tức là cũng 7-8 triệu người ủng hộ. Đó. Ở Đức tự do ngôn luận mà. Tư tưởng của tôi theo đi linh cơ, sao các anh lại bắt buộc là tôi phải theo theo phe phái khác. Anh cực đoan quá mức. Còn tôi chỉ sử dụng, tôi nói chỉ vài câu vậy thôi, còn tôi quay vẫn quay chủ đề về tự do ngôn luận. Tôi nói là ở nước Đức này, nếu mà xét theo tự do ngôn luận ở nhiều khía cạnh thì nó hơn. Ở đây anh có thể kháy tổng thống rồi bôi nhọ giáo hoàng, đủ các kiểu giáo hoàng, vác giáo hoàng ra làm video làm hình cười tha hồ không làm gì cả. Nhưng mà ở Việt Nam mình nó khác. Việt Nam mình á, các anh thử đưa giáo hoàng ra làm hình vẽ trên, đăng trên báo, trên TV xem nào. Ngày hôm sau nó, dân Thiên Chúa giáo ở Việt Nam nó ra nó đập đài, đập đập cả cái tòa soạn luôn chứ đừng có nói gì. Đưa chưa nói gì tới đoạn nội chiến, dân Việt Nam cực đoan vậy. Các anh đòi tự do ngôn luận có được không? Đấy là cái tự do ngôn luận một mặt của Đức là như vậy. Nhưng mà nếu xét về mặt khác nữa thì nước Đức tự không có tự do ngôn luận đâu. Tôi đố nhà khoa học nào làm nghiên cứu ở nước Đức này, đố bạn tìm thấy nhà khoa học nào nghiên cứu về sự thật diễn ra trong các trại phát xít. Tôi không bảo là không, những chuyện đó không xảy ra, mà tôi nói là họ điều tra xem thực sự thực hư nó như thế nào. Bởi vì những cái đấy từ xưa đến nay đâu có những cuộc điều tra nào cụ thể, những điệu cuộc điều tra đều là những cái sắp xếp hết. Thứ hai nữa, các bạn thử xem là những người viết về những việc làm được của Hitler là như thế nào. Thứ ba nữa là các bạn thử xem tất cả những người mà gọi là, tôi gọi nôm na là bất đồng chính kiến ở Đức này, đều bị chụp cái cho cái mũ là phát xít hoặc thân phát xít cực hữu. Đấy. Một cái đất nước kỳ lạ, đất nước kỳ lạ ở đây đảng phái thì rất nhiều. Đấy. Nhưng nói thật sự với các bạn là ngày xưa cộng sản là cái con ngáo ộp để họ mang ra dọa lẫn nhau, thì bây giờ cái đảng phát xít là con ngáo ộp, bây giờ cứ ai lên tiếng cái gì cái là lại cực hữu, ông này cực hữu, thấy không? Cực hữu rồi thân phát xít này nọ các kia khủng khiếp lắm. Tôi nói cho nên nói thật sự các bạn là nếu mà nói về khía cạnh nào đó thực tế tự do ngôn luận ở Đức giới hạn lắm. Cái thể chế thối thối nát mục rữa hơn 750 năm nay rồi, những cái người sống thời đấy chả gần như chả có mấy ai còn, thế nhưng mà họ vẫn không thể nào để yên được, họ vẫn mang ra để hù dọa nhau, hiểu không?